Đây là khuôn hàng rào 10 nan đây các bạn nhé. Hộp 10 nan. Cái này là khuôn hàng thủ công đây ạ. Khuôn hàng rào này làm thủ công. Cái khuôn này thường bọn em có 3 loại. Một là khuôn hàng rào nó vắt một đầu, nó vắt chéo một đầu ấy. Và khuôn hai đầu đều cân. Thế còn cái khuôn này nó đang để nghiêng. Còn một loại khuôn là để cái bảng rộng nó quay ra ngoài. Đây. Cái bên dưới này ạ. Khuôn này để bảng rộng quay ra ngoài đây. Không phải dưới cùng đây. Cái đầu của nó nhọn ra. Còn cái này là vắt lệch. Vắt lệch một đầu đấy ạ. Cái này nhà em có giá là 3,3 triệu các bạn nhé. 3,3 triệu là một hộp khuôn 10 nan này và một cái xà ngang đi theo rồi. Một bộ xà ngang này là kích thước của nhà em là dài 2,5 mét. Cái xà ngang này là dài 2,5 mét và cái hộp 10 nan này là có kích thước là chiều cao của nó là 1,2 mét. Còn bản rộng nhất của nó là 10 phân, còn một bản nữa là dày 3 phân. Đấy là những kích thước phổ thông. Có giá là 3,3 triệu các bác nhé. 3,3 triệu một hộp khuôn 10 nan. Trong đó có một hộp 10 nan và một cái thanh xà 2,5 mét đi theo rồi. Khuôn màu sắc các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0981 441 808 hoặc là 033 300 1190. Đấy, bộ phận nhân viên nhà em sẽ ship hàng về cho các bác. Đấy. Điều quan trọng là các bác phải nghiên cứu cho nó kỹ. Vì hàng này nó là hàng nặng. Nên là bên em ship hàng cho các bác về tận nhà. Các bác kiểm tra hàng cho kỹ đi. Và thanh toán tiền cho bưu điện. Nó sẽ thu hà tiền giúp bên em. Nhưng điều quan trọng nhất nữa là các bạn phải nghiên cứu cho kỹ về kích thước và giá cả. Thì khi các bác nhận hàng là các bác phải trả tiền đầy đủ. Tránh trường hợp là gửi hàng đi rồi lại không nhận hàng. Thế bên em sẽ mất rất nhiều tiền chuyển hàng đi rồi lại thu hàng về. Nó sẽ mất 2 lượt cước. Riêng khuôn này là khuôn nó rất nặng. Một bộ khuôn này nó từ 6 đến 70 cân một hộp cơ. Nên các bác sẽ cố gắng là kiểm tra kích thước. Thực ra khuôn này thì quan trọng nhất là kích thước ạ. Tránh tình trạng là gửi hàng đi rồi các bác lại không nhận hàng để cho bên em lại phải nhận hàng quay về ạ. Của thì không nặng bằng công mà lại mất tiền ship hàng bưu điện. Quay đi mang đi rồi lại mất tiền mang về nữa. Đây nhà em là người thực việc thực đây. Các bác cứ xem xét và nghiên cứu cho thật kỹ. Thì lúc đó là bộ phận nhân viên mới ship hàng ạ. Người thực việc thực nên các bác cứ yên tâm. Còn điều quan trọng nữa là cái khuôn này là các bác có thắc mắc là nó có dỡ ra được hay không ấy. Thì em đảm bảo với các bác là 100% là chưa có ai bảo rằng là mua khuôn của công ty Minh Thiện mà về không đổ được. Đổ được mà lại không dỡ ra được. Đấy ạ. Cái điều đấy em khẳng định với các bác là không có chuyện đấy đâu nhá. Khuôn này thì 100% ạ. Đổ ra khuôn dỡ ra rất dễ dỡ. Đấy ạ. Các bác lưu ý cho em cái việc báo nhân viên ship hàng thì các bác phải lấy hàng ạ. Đấy ạ. Tránh tình trạng là gửi hàng là vì bên em có một số đơn là báo nhân viên ship hàng đi xong rồi các bác lại không nhận hàng. Để làm ăn với nhau được lâu dài và bền vững thì các bác sẽ lưu ý cái đấy ạ. Tránh tình trạng hàng phải gửi đi rồi lại quay đầu về vì hàng nặng. Thực ra thì khi tin tưởng nhau thì mới gửi hàng đi đấy ạ. Chứ vì hàng này nó rất nặng. Nếu không có là phải đặt tiền trước nên mấy bọn em mới gửi hàng đi đấy ạ. Đấy. Có giá là 3,3 triệu đồng một hộp 10 nan.
và một thanh xà 2,5 mét đi theo các bác nhé.